Nguyên Nhật Việt xin chào các bạn. Hôm nay Nguyên sẽ giúp cho các bạn thêm một cái thắc mắc, đó chính là mình có thể ghép tiếng mà đưa xuống dưới nút sai hay không. Thì điều này chúng ta sẽ làm được. Và khi mà các bạn ghép xong thì các bạn sẽ đánh như thế này đây. Tôi sẽ ví dụ cho bạn nha. Và điều ghép tiếng này các bạn có thể ghép theo ý muốn của mình. Ở đây Nguyên ghép thử 6 với bầu. Để làm được điều đó thì các bạn cần thao tác như sau. Trước tiên các bạn cần phải chọn cho mình trước là một cái tiếng mà mình đánh số 1, và tiếng số 2 là các bạn tiếng cần ghép. Ở đây mình sẽ lấy ví dụ nha. Mình sẽ lấy tiếng sáo trúc đi. Rồi các bạn coi sáo trúc nó nằm ở đâu. Nó nằm ở vị trí này. Các bạn nhớ nha, nằm ở vị trí user sao 4 nè, trang số 5 nè. Được chưa? Và tiếp đến các bạn bấm vào nút sao này, chúng ta bắt đầu tiến hành mà ghép tiếng đưa xuống cái nút assign dưới này. Rồi các bạn chọn vô tiếng ha, sáo đó. Đây tiếng sáo trúc đây, mình sẽ chọn tiếng sáo trúc. Và các bạn đánh các bạn nghe nè. Đây là tiếng thứ nhất. Các bạn nhớ nha, này là tiếng thứ nhất. Và các bạn để ý bên nút assign bên đây đây. Chúng ta nó không có đèn nha. Bắt đầu chúng ta sẽ ghép một cái lớp tiếng thứ hai nữa. Thì thao tác chúng ta làm như sau. Các bạn bấm vào nút menu. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào cái nút basic ở đây. Rồi các bạn bấm vào nút sau. Ở đây các bạn thấy nè, oscillator count nè, có nghĩa là cho mình biết cái tiếng này nó đang là 5 lớp. Và các bạn muốn ghép một cái tiếng thứ hai của mình 2 lớp, 3 lớp, 4 lớp thì các bạn tùy. Ở đây Nguyên sẽ ghép cho các bạn thấy mẫu một cái tiếng đơn giản thôi, là tiếng bầu đi. Bầu một lớp thì cái mình Nguyên sẽ chọn cái này lên là 6 lớp. Các bạn nhớ nha, ở đây là 6 lớp. Tiếp đến các bạn bấm vào chỗ OSC nè. OSC này có nghĩa là cái lớp tiếng. Các bạn chọn thanh cụ dưới này, chọn vào tiếng thứ 6. Được chưa, lớp tiếng thứ 6. Sau đó các bạn sẽ thấy đây này, OSC Multi Sample. Các bạn chọn nó. Nếu các bạn ghép trên tiếng ROM thì nó là tiếng gốc của đàn. Các bạn hay tiếng string gì đó thì các bạn tùy mình chọn nha. Còn RAM thì các bạn chọn dưới này thì mình sẽ ghép tiếng sampler của mình. Nguyên có thể ghép được tiếng hit. Hay là nhiều khi ai đánh tiếng kèn đó, mình có thể ghép với tiếng hit với nhau. Mình đưa xuống nút assign luôn, mình bấm cho nó tiện, khỏi cần phải thao tác trên màn hình. Đây là Nguyên hướng dẫn cho các bạn nào hơi vững về bên cọt nha. Ở đây mình sẽ ghép ví dụ cho các bạn thấy. Nguyên sẽ chọn sampler tiếng bầu. Được chưa? Đây, đến đây rồi thì các bạn nếu mình đánh bình thường thì nó sẽ bị dính đây. Và để không bị dính thì các bạn sẽ nhìn xuống dưới này. Các bạn có thể chỉnh lại cái này, cái thông số hang octa hay là tune như thế nào ha, tùy các bạn. Và tiếp đến, các bạn muốn chỉnh lớn nhỏ gì đó. Quan trọng nhất là đoạn này đây, OSC trigger mode nè các bạn. Ở not on các bạn bấm not mode, đúng không? Các bạn bấm cho nó gắn xuống là sao control 1 hoặc là sao control 2. Nếu quen tay các bạn nào đó. Nhưng Nguyên thì Nguyên thấy ra đây Nguyên lắc tay nè, bấm số 2 nó tiện hơn số 1. Thì thành ra là Nguyên sẽ chọn sao control 2. Được chưa? Thế đây các bạn chọn sao control 2. Rồi, tiếp đến các bạn bấm cho velocity nè. Ở đây là cái khoảng mà chỉnh cái dùng đánh của mình nè. Các bạn coi mình sẽ đánh trong khoảng not nào. Tùy theo mình. Còn nếu mặc định mà các bạn không có gì thay đổi, mình có thể bỏ qua cái này luôn. Và cái những cái này mình không cần thiết các bạn bỏ qua. Hoặc là các bạn nào muốn cho tiếng mình hay hơn thì mình căn chỉnh cái phần EQ này lại. Sau khi mà chỉnh tất cả xong rồi, bước cuối cùng các bạn về cái tab sau ở đây. Rồi các bạn thấy không, sao control mode. Ở đây nó có là SC1, SC2, Y cộng, Y trừ. Mình nãy Nguyên làm là Nguyên là sao control 2. Thì ở đây là booking. Booking có nghĩa là các bạn chạm vô nó, mình bấm vô nó thì nó mới nhận tín hiệu. Các bạn chuyển qua cái là cái toggle. Toggle này có nghĩa là hang ở đây màn hình mình sẽ chuyển sang cái đèn xanh. Đây hang, nhiều bạn hôm qua thắc mắc đăng cái hình mà đèn xanh đèn đỏ đó thì không biết tại sao có đèn xanh được, bình thường thì đèn đỏ. Thì đèn đỏ là các bạn bấm một lần thì nó sẽ có tác dụng một lần. Nếu các bạn giữ luôn phím này thì nó sẽ là mới đánh được, nhưng mà mình giữ luôn thì không thể nào đánh được tranh sáu bầu hay là mình chuyển tiếng được. Nhưng mà các bạn chỉnh qua toggle có nghĩa là bật chế độ là on off đó, thì các bạn chỉ cần bấm một lần thôi thì đèn tín hiệu nó sẽ tự động chớp tắt, là khi đó tiếng của các bạn nó sẽ được đổi luôn, mình không cần phải sử dụng đến giữ tay ở đây nữa. Các bạn có dễ dàng lắc band, lắc theo ý muốn luôn. Rồi sau khi chỉnh xong thì Nguyên sẽ lắc cho các bạn thấy ha. Các bạn đánh tiếng bầu ha, nhả sao control ra thành tiếng sáo đây.
khi các bạn làm xong hết tất cả rồi, bước cuối cùng chính là lưu lại. Thì các bạn bấm vô Write sao, các bạn thấy ha, bấm vô Write sao thì các bạn ở đây đặt tên cho mình là sáu chút cộng bầu mở ngoặc cái Access gì đó, thì các bạn làm riêng cho thành một cái sao. Và làm sao này thì nó không có mất cái phần sampler gì của bạn hết, hay là tốn kém gì thêm, mà có nghĩa đơn giản là lấy trên cái dữ liệu của mình gộp nó thành một cái nút cho mình tì đánh thôi. Và các bạn lưu ý ha, đối với Access Suite này nè, lúc này các bạn nên làm một nút thôi. Về lý thuyết thì chúng ta làm được hai nút, nhưng mà các bạn vô tình mà bấm hai nút luôn á thì nó sẽ chạy hai tiếng chồng lên nhau thì nó không tốt. Thành ra là nguyên khuyến cáo các bạn là mình, nếu mình có làm thì mình chỉ làm một nút thôi, hoặc số 1 hoặc số 2, không làm một với hai. Không, chúng ta lưu ý, các bạn lưu ý là mình sẽ bấm một hoặc là hai thôi. Nhớ nha, các bạn bấm một hoặc hai, nếu mà các bạn bấm một hai luôn thì làm vẫn được, nhưng mà khi mình chuyển tiếng mình không quen, mình bấm tầm bậy á thì nó sẽ bị rất là dễ bị dính tiếng với nhau. Rồi, và sau khi mà các bạn sẽ thành phẩm không thì thành phẩm xong thì các bạn sẽ ra được một cái tiếng của mình yêu thích. Ở đây hai tiếng sáu chút, ở đây các bạn bấm vô ha, đây sáu chút sáu bầu, ví dụ vậy. Rồi, như vậy là Nguyên đã hướng dẫn cho các bạn xong cách gặp tiếng là với nhau, hoặc có đưa xuống nút Access này. Đèn xanh nha các bạn, nhớ nha, là đèn xanh nha, các bạn thấy là đèn đỏ là các bạn chưa đánh được nha. Rồi, và các bạn có câu hỏi nào đó thì cứ đặt ra, Nguyên sẽ đọc và Nguyên sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn. Cảm ơn các bạn. Và đừng quên là các bạn nhớ like, share trên trang của công ty Nhật Việt, và nhớ theo dõi trên trang. Và các bạn có thắc mắc hay là có cái gì mình muốn trao đổi thì cứ comment lên trên Facebook, Nguyên sẽ trả lời cho các bạn. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.